Đâu ạ? Hả? Cái xe đó của ai? Sao cũng biết? Sao con biết xe đó của mẹ phải không đó nha? Phải không? Phải xe này của mình không? Hai xe nào suy nghĩ cho kỹ nha, xe nào của mình nha. Đó, bữa nay trời ơi, cô chú không thấy không, xe ở ngoài rất là nhiều, tại vì người ta đâu có được đi làm đâu. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn cô chú ơi. Hôm nay là Michigan. Con kia. Con đó, mấy con đó, mấy con cò á con. Con cò là cò bay, là bay, là. Hôm nay là mười mấy độ C. Dẫn chay đi vòng vòng sớm chơi. Hả? Lạnh quá. Lạnh quá. Lạnh đầu lạnh. Trời đẹp kêu lạnh. Ba đang làm ngoài cái xe kìa. Đi ra ba. Đi ra ba. Con đi ra ngoài lần thấy ba liền. Hả? Ừ. Con vẽ với ai? Ủa đố nữa. Đâu phải ba, bậy cái chú rồi, cái chú đưa thư. Bậy nó ai sao ai nó cũng nhận ba này vậy trời. Tôi đâu có dễ giải tới mức độ đâu mà ai cũng nhận ba đó. Ôi trời 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 trời, ba kìa. No no no, ba kìa, nhìn thẳng. Thấy chưa? Ba nó cũng rảnh lắm, đi ra ngoài đây làm mà cũng đeo bao tay. Baby, why do you need to wear gloves? Baby, why you wear your gloves? Because my tools are dirty. Oh. It's all, I gotta rummage through all my stuff. That's what I gotta do while I'm working. Wow, ba chay đang dọn dẹp lại cái xe rồi, coi trong xe. Sẵn quay cho cô chú coi cái xe của ba chay là có gì nè. Đó, đây là cái xe đi làm đó, có những cái thiết bị dụng cụ gì đó. Máy tính rồi nè. Không có đi làm ở ngoài nhưng mà ở nhà vẫn phải đi ra đây để kiểm tra đồ đạc rồi trong đây thiếu cái gì còn gì. Oh really? Nói gì vậy? Oh, be careful. Don't go out too far in the parking lot. There could be cars that drive by. You better stay over here. Thank you. That's a much safer spot. Sao? Mẹ đang mẹ chính vô mẹ đi vô xe xe đúng rồi. Rồi con bye bye xe đi. Đúng rồi, đứng vô trong này đi xe, đúng rồi, giỏi. No. Stay over there. Stay over there. You can't be playing in the parking lot. It's not safe. You want to walk around, JD? Say bye bye daddy and then we're gonna walk around. Bye bye, Daddy. No. No, Jay. I have to work, Daddy. Where, baby? Daddy. Huh? This is Daddy. Ew, Daddy's van. Yeah, dirty. Don't touch. Xe của ba đi làm đó con. Xích vô đúng rồi. Có xe là mình phải xích vô. Mẹ đang xuống xích vô nè. Thôi đi nè, đi đây. Bye bye ba đi. Đúng rồi. Mình đi vòng vòng trong sớm thôi nha. Xe. Xe mà. Ừ, xe mà là con đi vô trong đó đi. Xe nên con đi vô trong đó. Xe. Thì đó mẹ đang đi đây. Mẹ đâu làm gì? Trời, đi xách theo cái vỏ nữa. Ủa, rồi cái vỏ này kẹp nách đâu? Không có cái vỏ kẹp nách hả? Kẹp nách nè. Ừ, kẹp nách đó. Cái vỏ kẹp nách đâu? Rồi cái nón con ếch đâu? Nè. Đâu nón ếch đâu? Con ếch, cái nón con ếch màu green á. Cái nón màu green nào? Để quên nhà rồi. Đây. Cái gì đi về? Đi về lấy nón hả? Wow, hôm nay ngày gì mà xe cộ còn chạy nhiều dữ vậy? Mọi người đi đâu vậy? Nhà cô đó khóa cửa rồi, đúng rồi, nhà khóa cửa, khóa kính cổng cao tường rồi.
đi thẳng vô đây con, đi thẳng vô đây. Đây đi thẳng vô đây. Ông già. Ừ ông già. Trời ơi sao con chỉ, ông mà con kêu ông già trời. Ông mà biết tiếng Việt là con mệt với ông đó. Vui không? Con được đi ra ngoài con vui không? Hả? Con được hít thở bầu không khí trong lành con vui không? Mẹ đi ra sao mẹ quay con được? Cái đó là cái bảng để người ta đậu xe đó con. Cái bảng để người ta đậu xe là người ta đậu ở đấy đó. Con ghê ghê đó. Trời đẹp quá trời ha. Hả? Đi đâu? Đi nóng mẹ. Đó, đó rồi xong. Có sao không? Đau chân hả? Này mẹ coi coi. Đau chân không? Dạ. Không có sao đâu, không có sao đâu, lỡ rồi. Đừng con phải đi cẩn thận hơn nha. Lần sau con phải đi cẩn thận hơn nghe chưa? Dạ. Con đi con phải nhìn đường, nhìn sát, con đừng có sùi cái chân con nghe chưa? Đây nè, con nè. Đau không? Đấy mẹ coi coi. Đau thì phải có kinh nghiệm. Sợ bà hả? Đứng đi. Đi xa ra. Đó, mẹ nãy mẹ nói thì sao? Hồi nãy nhớ té không? Phải đi cẩn thận lại. Không, té là phải tự đi. Sao té giờ đòi bồng? Mẹ cho con đi ra ngoài chơi chứ đâu phải là mẹ bồng con đi ra ngoài chơi đâu. Chay là bây giờ là đi đường này. Bây giờ là đi lăng quăng trong sân có con chày đó. Con gì á mẹ? Mấy cái này là mấy cái lá cây rụng đó con. Trụng. Ừ, cái lá cây trên này nè. Đó, đúng ở trên này nhìn lên, ngước đầu lên nhìn. Ngước đầu lên đó, mấy cái lá trên đó rụng xuống á. Chứ đâu phải con gì đâu. Xuống rồi té. Đúng rồi, rụng xuống té luôn á. Mẹ sao vậy? Làm sao? Nó chạy là té y như hồi nãy là đau chân đó. Đi giờ đi xách theo cái vỏ thấy mất mu giọng vậy sợ. Muốn đi đâu? Đâu có đi đường này. Đường đó có con già ở ngoài á. Đi vô, lại lên. Đúng rồi, nghe lời mẹ, đừng. Ngồi à mẹ ngồi xuống đấy hả? Ok, mẹ ngồi xuống. Chê ngồi xuống luôn rồi, ngồi xuống nghỉ mệt. Mệt không? Mệt thở làm sao? Mẹ chạy đi xe. Ừ. Ê, đi mẹ coi coi, đây con mày coi con mắt của bà gì nè, con mắt lên. Đó. Con gió mẹ. Con nào? Con gió. Con này áo của mẹ. Con gió. Áo của mẹ nè, mấy con xăm bá đế đó. Con gió. Con xăm bá đế. Con nói đi xăm bá đế. Dạ bố bé. Không rồi nè, nói lại chay. Xăm bá đế. Mai mốt con lớn lên mày cho con cái áo này nha. Không hả? Ai mua? Hả? Ai mua? Mẹ mua. Đúng rồi, đúng chính xác mẹ mua đúng rồi đó. Ai mua? Ngủ à? Giờ ngủ à? Sao ra công viên ngồi ngủ nha, không ngủ đi ra công viên ngồi ngủ. Xạo dễ sợ, con nó xạo dễ sợ. Trời đó coi con nó xạo kìa. Ra ghế đồ ngủ rồi. Nóng quá hả, nắng quá phải không? Rồi bước xuống đi tiếp. Đây. Hồi nhớ hồi bữa đây đâu có cái ghế đâu, tự nhiên giờ đây có cái ghế ngồi hả chị? Mẹ. Cái gì con? Mẹ. Sao con? Ừ đi về. Về ba. Ừ, đi về ba. Đi, ba đằng đây nè. Ba.
Con kêu ba ơi. Ba ơi. Ba đâu rồi? Ba đi rồi. Làm sao? Nghe kêu mẹ. Con nói đi làm sao? Chay thấy ba. Chim đâu? Coi chừng con rắn ở trống nha. Coi chừng con rắn trống. Sợ rắn hả? Rồi đi. Bởi vậy đi là đi phải đi sát bên mẹ chứ đâu có được mà đi mà. Mà rời mẹ là có con rắn luôn. Hả? Hello chim hả? Chim đâu? Chim nè. Chim đâu? Chim cái lá người ta bay, cái lá bay đó chứ chim nè. Hello chim. Chim nè. Chay á, cô chú mà gặp chay á, mà cô chú mà quen thân rồi nó thoải mái. Nó thoải mái với cô chú là một ngày nó hello, cô chú không biết bao nhiêu lần á. Nó gặp mặt là hello. Giống như bà ngoại hay kể á. Đi, bà ngoại đi ra đi vô cái là nó coi cái gì cái nó mà ngước mặt lên thấy bà ngoại cái nó hello ngoại. Một ngày nó hello không biết bao nhiêu lần. Rồi thí dụ như mà nó đang ngồi chơi ngoài đằng trước xong nó vô phòng nó kiếm Ngọc á, nó thấy Ngọc cái nó hello mẹ. Rồi thí dụ như mà nó đang ngồi ngoài đằng trước mà Ngọc đi ra cái chỗ của nó gặp Ngọc nó cũng hello mẹ. Con người ta vậy đó, con người ta là đàng hoàng lịch sự lắm. Hello một ngày không biết bao nhiêu lần. Chịu nói chuyện, Chay là một cái đứa trẻ mà Ngọc thấy là chịu, rất là chịu nói chuyện, rất là chịu chơi, chứ không phải là cứ ngồi chơi iPad rồi không, chơi iPad rồi chán, đi kiếm cái khác chơi. Tự động ha, gió quá ta. Cái gì con? À, con muốn kiếm cái nón con ếch đó hả? Cái nón con ếch đâu? Chay, sao con về mà con không có giày dép, con không có để cẩn thận vậy? Con đem lại, con cất đôi giày vô để lên cho mẹ. Ngay và liền. Trời ơi, nó nói không nữa trời. Ủa, bộ con có sự lựa chọn hả? Con có sự lựa chọn không? Không. Không có sự lựa chọn thì thôi đi làm chứ. Tại sao giày dép lại dục ở đây? Như vậy là không có ngay ngắn và lịch sự. Ngồi xuống. À, trời, tôi nói. Tôi nói nó bây giờ nó ngồi xuống luôn rồi. Trời đất ơi. Giờ làm gì á? Bán hàng hả? Giờ tới giờ đi bán rồi hả? Ừ. Mua phẹt đâu rồi? Mua phẹt đâu? Không mua phẹt nữa. Sao không mua phẹt nữa? Mất mua phẹt rồi. Nếu mua phẹt. Đâu phải mua phẹt đâu. Đấy không bài. Cái đó là đôi bông. Còn mua phẹt đâu? Mua phẹt trên cổ á. À con nè. Bông còn không? Ai mua? Ai mua? Thôi đừng có chảy đâu. Đầu mẹ chảy sạch. Trời ơi, đầu mẹ chảy ngay ngắn rồi. Đừng chảy nữa.